Thánh Ignacio Loyola. Don Inigo Lope de Recanle sinh khoảng năm 1481 tại miền đồi núi Pasquer gần làng Apaisia. Ngài là con út trong số 11 người con của một gia đình quý tộc, được rửa tội với tên Inigo, một vị thánh Tây Ban Nha dòng thánh Benedicto. Nhưng sau này ngài thường dùng tên Ignacio cho đến cuối đời, để tỏ lòng tôn kính thánh Ignacio thần Antioquia. Hồi còn niên thiếu, người giúp việc cho một người bạn quý tộc của một gia đình là Juan Velasquez. Sau khi Velasquez từ trần, ngài lại phục vụ bá tước Nazera, phó vương miền Navarre. Ngài được giáo dục một cách hời hợt. Thời đó, ngài chỉ ham chơi, thích những chuyện hào hùng, nhất là những ngày lễ duyệt binh. Trong cuộc chiến Pháp Tây Ban Nha, tháng 5 năm 1521, quân đội Pháp đã vượt núi Pyrenees và tới phong tỏa Pampeluna. Nhiều người đã tính chuyện đầu hàng, nhưng Ignacio quyết cầm cự. Trong cơn bão tố tại pháo đài, Ignacio bị trúng đạn pháo ở đùi. Ngài được chuyển về lâu đài ở Loyola. Nơi đây, người ta khám phá ra rằng xương đùi đã bị xếp trật, phải mổ ra và sắp xếp lại. Ngài đã can đảm chịu đựng cơn đau. Thời gian dưỡng bận lâu dài tiếp theo sau đó, không có sách vở gì khác, Ignacio dùng thời gian để đọc hẳn các thánh. Gương mẫu đời sống các thánh làm mũi lòng Ignacio. Ngài nói: "Tôi có phải thực hiện điều mà thánh Francisco và Dominico đã làm chăng?" Năm 1522, sau khi bình phục, ngài đi hành hương kính Đức Bà Montserrat. Nơi đây ngài đã thực hiện cuộc xưng tội trong 3 ngày, trao tặng đồ hiệp sĩ cho một kẻ ăn xin, đặt gươm trên bàn thờ Đức Mẹ và tới thành Manresa kế cận để phục vụ trong một nhà thương. Đã một thời, ngài bị nguy hiểm rơi vào một cuộc khổ hạnh quá độ. Ngài đã thoát hiểm nhờ sự vâng phục hoàn toàn đối với cha giải tội. Chính tại Manresa, ngài được Thiên Chúa soi sáng, sự soi sáng hướng dẫn trọn những ngày còn lại của cuộc đời ngài. Ngài viết cuốn Linh Thao, trong đó vạch ra những nguyên tắc mà một người công giáo phải theo để điều khiển đời sống mình, một đời sống nhằm ca tụng Chúa, tôn kính và phụng sự ngài để được cứu rỗi. Ngài phác họa một giáo thuyết của mình về sự chọn lựa và đòi hỏi để làm mọi sự để vinh danh Chúa. Thánh nhân ở lại Manresa khoảng 1 năm và từ đó hành hương đi Palestine. Trên đường đi có dừng lại ở Roma. Sau khi đã kính viếng các nơi thánh ở Palestine, ngài trở về Barcelona. Nơi đây, dầu đã 30 tuổi, ngài vẫn đến trường, ngồi chung ghế với các em nhỏ để sửa chữa lại kẽ hở trong việc học hành, cho tới khi ngài có thể dự lớp tại Đại học Alcalá và Salamanca. Tại cả hai nơi này, ngài đã bị truy tố ra tòa án tôn giáo và bị tống giam ít ngày, nhưng cuối cùng giáo thuyết của ngài đã thắng. Năm 1528, ngài bỏ Salamanca đi Paris và Sorbonne. Ngài ở Paris 7 năm, nơi đây ngài tụ họp được 6 môn sinh đầu tiên. Vào ngày lễ Mông Triệu năm 1534, 7 anh em đã long trọng hiến thân phụng sự Thiên Chúa, khấn giữ đức nghèo khó và trong sạch tại đền thờ Thánh Denis tại Montmartre. Lúc đó, họ dự định đi Jerusalem và hiến thân cho việc cứu rỗi các linh hồn trong các miền còn ngoại giáo. Ignacio trở về Tây Ban Nha. Năm 1535, tu hội đã lên tới 10 người. Họ gặp nhau ở Venezia, định cùng đáp tàu đi hành hương thánh địa. Nhưng tình hình miền đông Địa Trung Hải không cho phép. Bù lại một số đi Roma để Ignacio tại Venezia. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tam ưu ái tiếp họ. Trở lại Venezia, họ mang theo phép của Đức Giáo Hoàng cho Ignacio và 6 anh em được thụ phong linh mục. Một năm sau, thấy rằng không thể tới thánh địa được, Ignacio kết luận rằng ý Chúa không muốn cuộc hành hương này. Thay vào đó, ngài đặt tu hội dưới danh hiệu dòng Chúa Giê-xu
dưới quyền sử dụng của tòa thánh. Họ đi Roma và Ignacio dâng thánh lễ đầu tiên vào dịp lễ Giáng sinh năm 1538 tại đền thờ Đức Bà Cả. Ngài soạn thảo hiến pháp của dòng mới và đến trình diện Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tam. Đức Giáo Hoàng đã phát biểu khi gặp họ: "Đây là bàn tay Thiên Chúa." Và trong sắc lệnh Petrimini Militantis Ecclesiae ban hành tháng 9 năm 1540, Ngài đã chính thức công nhận hội dòng. Hội dòng thêm vào đó ba lời khấn: nghèo khó, vâng lời, trong sạch. Lời khấn đặc biệt vâng phục Đức Giáo Hoàng. Trong hiến pháp đầu tiên, hội dòng giới hạn con số có 60 tu sĩ. Ignacio được đồng thanh bầu làm bề trên ngày 7 tháng 4 năm 1541. Luật hạn định tu sĩ vào số 60 được rút lại bởi sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng ngày 15 tháng 3 năm 1543. Ignacio khó rời bỏ Roma cho đến cuối đời, nhưng hội dòng đã lan rộng tới mọi miền trên thế giới. Dưới quyền hướng dẫn của Ngài như một phép lạ, khi Ngài từ trần vào ngày 3 tháng 7 năm 1556, hội dòng đã có 12 tỉnh dòng với 101 nhà và gần 1.000 phần tử. Thánh Ignacio được tôn phong hiển thánh ngày 12 tháng 3 năm 1622.